A. About rain. A. But just some hot rain music. What? Yeah. And it was the A. Are you ready? Yeah. Yeah. One, two, three, go. One, two, three, let's go. Pennywise vốn là một loài sinh vật tà ác cổ xưa. Hình dạng nguyên thủy là thứ tồn tại ngoài vũ trụ còn to hơn thế nữa. Năng lực ma quái vô biên, yeah. Trong đó có khả năng thay hình dạng mà nó muốn tra tấn tinh thần của nạn nhân bằng nhiều hình thù thay đổi kinh dị tay trí tự tử. Cứ một hết 7 năm ít là được thức tỉnh tìm thức ăn là con nhỏ. Ít không muốn ăn liền ăn mà nỗi sợ chứ thích thú xong mới ăn no. Con mồi ăn chọn từng là những đứa bé có nỗi sợ hãi tột cùng, kèm theo đó là một quá khứ đau thương có những bi kịch thảm hại đi chung. Ed được viết trong một tiểu thuyết kinh dị rất thành công do Stephen King, bộ phim được lòng người hâm mộ yêu thích nhanh chóng. Cùng với Annabelle, hết mang đậm chất ám ảnh và nỗi sợ hãi. Dù có bóng bay màu đỏ đơn thuần nhưng nó lại ớn cả xương lạnh. Ed là một sinh vật cổ xưa có sức mạnh to lớn nhưng vẫn có một số điểm yếu. Ed rất nhạy cảm về mặt tinh thần, sợ lòng dũng cảm và những sự thương yêu. Ed có thể bị tiêu diệt vì nó cũng có chảy máu và tổn thương, thậm chí nó sẽ bị phá hủy không còn tồn tại và xuất hiện như bình thường. Ed có một hình đẹp đạt The Total Ma Protein, một trong các sinh vật cổ xưa canh giữ The Dark Tower. Đối thủ truyền kiếm của X là một loài vật cổ xưa tên là Bill. Các thứ tồn tại ngoài vũ trụ to lớn, thậm chí chúng không hề hiện hữu. Yeah. Pennywise.